Một bạn hỏi là em không còn trinh, vậy giờ muốn quen người đàn ông khác thì có nên nói thật không? Em ơi, ở đây nó không phải cái khái niệm mình có nói thật hay không, mà nó nằm ở chỗ đương nhiên là nếu cần nói thật thì nói thật. Ok, còn cứ không nói là không nói, đó là quyền của mình. Tuy nhiên cái quan trọng nó nằm chỗ đó. Mà cái quan trọng ở đây á, là việc em đã từng có quan hệ tình dục với một người đàn ông khác không nên là cái thứ mà em lăn tăn. Em hiểu không? Chứ nó không phải là mình có nên nói thật không nói thật. Mình muốn nói thật mình nói thật, và mình nói thật theo cái kiểu là tôi không lăn tăn, và mình cũng có thể là không muốn nói, mình nói là cái chuyện này em không muốn nói về chuyện này, nó cũng ok, miễn là mình không lăn tăn. Cái quan trọng là em có lăn tăn hay không, tại vì cái lăn tăn của em nó nói lên em chưa hiểu được giá trị của em, chứ không phải là chuyện có nói thật hay không nói thật. Đương nhiên hãy nói là nói thật, còn không nói là không nói. Phần nào mình giữ cho mình là mình giữ cho mình, chứ không phải là mình có nên nói hay không. Nói cũng lăn tăn. Anh ơi, em nói anh cái này, anh đừng bỏ em nhé. Em thấy khó nói quá. Tại vì cái này là một cái điều mà em nghĩ là nó em sai á. Đó, nếu mà em lăn tăn như vậy là không ổn. Còn nếu như nè, là lúc đó em nói thật, bây giờ em không nói thật nha. Anh ta hỏi em còn trinh không? Dạ, còn em còn trinh. Nó cũng là cái sự lăn tăn. Do đó là cái quan trọng ở đây là cái thái độ của em. Tại vì việc em có quan hệ tình dục với người đàn ông khác nó không ảnh hưởng tới giá trị của em, nó không ảnh hưởng tới con người phụ nữ của em ở hiện tại, đặc biệt là ở hiện tại. Do đó là cái việc mà em nói thật hay không nói thật, đương nhiên mình nói thì phải nói thật, nhưng mà cái quan trọng đây là cái thái độ bên trong em và cái cảm nhận của em về cái việc đó, nó mới là quan trọng. Ngày xưa đương nhiên cái này là trong chuyện của Đại Văn Hào Nguyễn Nguyễn Du, là Thúc Sinh đi cưới Thúy Kiều, chuộc Thúy Kiều ra khỏi Lầu Xanh, và Thúy Kiều là một cô gái bán hoa, là cô gái bán thân cứu mình chuộc cha. Họ sinh có kẻ lạ già, cũng là nha dịch lại là Từ Tâm, thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghĩ cũng thương thầm xót vay. Là lạ vậy đó, tính bài luồn lót đó đây có 300 lượng, việc này mới xui. Thì ngày xưa Thúy Kiều là bán mình chuộc cha, câu đó là sao ta? Quên rồi, quên cái đoạn đó rồi. Nhưng mà Thúy Kiều bán mình chuộc cha và trở thành ở trong Lầu Xanh, biết đúng không ta? Đúng rồi. Sau đó thì Thúc Sinh là khách làng chơi, thì Thúc Sinh là chồng của Hoàng Thư đúng không? Và Thúc Sinh gặp Thúy Kiều và yêu mến Thúy Kiều, và rồi chuộc Thúy Kiều ra và có cái mong muốn là cưới Thúy Kiều. Quên bà rồi. Ok, phải ta? Đúng rồi. Thì em mới thấy điều này nè, một người đàn ông lịch lãm, anh không nói chuyện chả có vợ nè. Ngày xưa là đàn ông được năm thê bảy thiếp, cho nên cái chuyện là Thúc Sinh đi cưới một cái cô gái khác là cái chuyện xã hội thời đó chấp nhận, thì mình không bàn chuyện đó. Nhưng mình chỉ nói là Thúy Kiều là một cô gái còn trinh không? Làm sao mà trinh được? Dạy Lậu Xanh mà sao mà trinh? Nhưng mà người đàn ông yêu không? Anh ta yêu, anh ta cưới. Do đó ở ở trong cái xã hội của Việt Nam chúng ta, nó có những cái câu, mà có tính dân gian, có tính hơi tục, nhưng mà họ nói ra cái sự thật là những người đàn ông, người ta nói nè, anh có thể cưới, cái này hơi tục chút nha, mình để nguyên văn để cho các bạn hiểu, anh có thể cưới một cô điếm về làm vợ nhưng không thể cưới một cô vợ về làm điếm. Nó nói lên là sao biết không? Cái tiết hạnh chứ không phải cái trinh tiết, cái tiết hạnh mới quan trọng. Tại vì cưới một cô điếm về làm vợ, tức là một người phụ nữ đã từng sa ngã, đã có những quan hệ tình dục với những người đàn ông khác, nhưng mà cô ta về cô ta làm vợ mình, và từ đó trở đi cô ta là vợ của mình, có nghĩa là cô ta có cái tiết hạnh của một người phụ nữ. Cô ta không có trinh nhưng cô ta có cái tiết hạnh đó, cô ta thủ tiết với chồng, có nghĩa là từ khi lấy chồng cô ta chỉ có một người đàn ông mà thôi. Nhưng mà ngược lại, người đàn ông sẽ không lấy một cái cô, lấy một cô vợ về để làm điếm, tức là lấy một cô vợ còn trinh về để đi ngủ nhiều người đàn ông khác. Thì anh đưa ra cái này nó cũng cực đoan, nhưng mà để em thấy rõ được là cái tầm quan trọng của cái việc là cái giá trị người phụ nữ nó phải nằm ở cái chỗ là cái màng nó còn hay không. Có những người, có những cái cô gái mà anh tư vấn là họ bị cái gì, họ còn trinh nhưng mà họ lại rách cái màng. Và có một số người đàn ông sau khi quan hệ xong rình 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 kiếm kiếm kiếm, và cái cô gái bị tổn thương, bị khổ vậy nè. Vừa bị tổn thương là vì người ta không tin mình, lại bị tổn thương là sao biết không? Vì bị cái người kia hiểu lầm và đối xử tệ. Thì cái cô gái nó bị lẫn lộn giữa tức giận, giữa xấu hổ, giữa đau đớn, giữa
đủ thứ cái cảm giác sợ hãi nữa. Tại vì sợ hãi người người đàn ông sẽ bỏ pha vô và họ không biết nên nghĩ như thế nào. Và chính cái lý do tại sao là tại vì họ không hiểu giá trị bản thân á, cho nên họ mới bị lạc vào cái cảm giác đó. Họ thiếu đi cái tư duy đúng, chính vì họ thiếu cái đó cho nên người đàn ông á họ mới từ cái lúc hẹn hò đó họ dẫn tới một cái định á, là nhỏ này nếu không trên tao bỏ. Tức là ngay từ đầu người đàn ông, em đã cho người đàn ông đồng ý với những cái điều mà em lăn tăn ở chết cha rồi, sao phải ứng xử sao em ơi, em còn không cho phép anh ta đặt cái câu hỏi đó nữa kìa, chứ đừng nói tới chuyện là em có trinh, em có nói thật hay không, hiểu không? Và cái đó nó nằm ở trong cái giá trị của em để em ra cái ứng xử ở mỗi tình huống. Anh giả sử nha, người đàn ông có thể hỏi em một cái câu sổ sàng nha, em còn trinh không, giả sử vậy đó. Thì anh hỏi em nha, cái người đàn ông mà hỏi em cái câu đó, cái tình cảm của anh ta, tình cảm nha, anh ta dành cho em được khoảng bao nhiêu, anh ta dành cho em được khoảng bao nhiêu? Cái đó là em thấy nè, cái ứng xử của mình nó không phải là trả lời vào câu hỏi đó, nhưng mà em hiểu được cái tình cảm của anh ta dành cho em. Và có thể cái câu trả lời như thế này nè, em nhìn anh ta nhé, em nhìn thẳng và em nói thế này nè, ngày hôm nay chắc có lẽ em hiểu hơn về mối quan hệ của mình. Đó là cái cách em ứng xử, và em ứng xử như thế nào tùy vào giá trị của em. Do đó là bởi vì giảng về cái gọi là người phụ nữ quyến rũ, nó khó ở cái phần đó, đó là bạn áp được cái giá trị của mình vào trong cái hành xử. Và nếu như mà bạn không biết ứng xử, có nghĩa là sao, giá trị bạn không cao á, và khi anh ta nói câu đó thì bạn bắt đầu bạn có cái sự sợ hãi, chết mẹ hết trình, bây giờ sao trả lời đây, trong khi một người phụ nữ có giá trị thì họ lại quay qua họ không trả lời, không thèm trả lời câu hỏi đó, và trả lời một cách khác. Và ngày hôm nay em mới hiểu được hơn về cái mối quan hệ và cái tình cảm của mình dành cho nhau. Cái câu đó là anh ta xác định ngay lập tức, và anh ta bắt đầu nó ups khác ngay, và có thể ngay từ đó cái mối quan hệ nó bắt đầu đi theo một hướng khác. Và đó là một cái ví dụ mà anh đưa ra rất là mạnh, tại vì khi mà anh ta nói ra câu đó có nghĩa là trong lòng anh ta sao rồi, biết không? Nếu như anh ta thực sự có tình cảm với em, ngay lập tức anh ta quỳ xuống, anh ta xin lỗi ngay. Quỳ xuống đây không phải là quỳ xuống theo cái hình ảnh thì nghĩa 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 đen, có thể là nghĩa bóng, nghĩa là nó nói anh xin lỗi, anh thực sự không có ý đó, anh xin lỗi, đại loại vậy. Và anh ta sẽ biết cách điều chỉnh cái đó. Còn nếu như người đàn ông nó thực sự không có tình cảm, anh ta hỏi câu đó thì cái chuyện đó sau đó là nó sàng lọc luôn á. Cho đó là cái giá trị của mình nó sẽ quyết định cái cách mình hành xử một cách bình tĩnh, một cách đẳng cấp. Và đó là cái cách ứng xử của một người phụ nữ có kiến thức, một người phụ nữ quyến rũ, để dẫn tới cái kết quả là sàng lọc ra và có những người đàn ông đến tôn trọng và yêu thương họ được. Đó là cái ví dụ anh muốn đưa cho em để trả lời câu hỏi của em ha. Em chào anh. Em và người yêu quen nhau được 1 năm, em và anh ấy yêu xa, người Bắc người Nam, lại không hợp tuổi, gia đình hai bên không đồng ý quen nhau. Em và anh ấy đã từng chia tay nhưng không lâu đã quay lại. Em phải làm gì để vượt qua khó khăn này? Anh chưa hiểu được cái chữ em gọi khó khăn ở đây nha. Đấy, em tả ra nè, em dùng chữ em và người yêu quen nhau được 1 năm, em và anh ấy yêu xa. Ok, em gọi là yêu nhưng mà sau đó em lại nói là yêu xa, người Bắc người Nam, tức là xa lắm á. Ok rồi nè, lại không hợp tuổi, tức là đối với em chuyện hợp tuổi là quan trọng, đối với gia đình em chuyện hợp tuổi là quan trọng, và ở đây là không hợp. Để em copy nhé này. À, cái vụ tuổi tác này, gia đình hai bên không đồng ý quen nhau, tức là không phải chỉ một bên không chịu mà cả hai bên. Em và anh ấy đã từng chia tay nhưng không lâu đã quay lại. Em phải làm gì để vượt qua khó khăn? Đây, cái mà anh muốn làm rõ đây, khó khăn đó là khó khăn để đến với nhau hay là khó khăn để bỏ nhau, tức là để bỏ mối quan hệ này. Tức là em hỏi anh chữ khó khăn có nghĩa là như thế này nha, có thể là anh Tuấn ơi bây giờ làm sao để tụi em có thể đến với nhau, vượt qua những cái khó khăn để đến với nhau, hay là có thể là anh Tuấn ơi em muốn buông cái mối quan hệ này và nó có một cái khó khăn là bị em không bước qua được cái cảm xúc đó, anh có cách nào chỉ em để vượt qua khó khăn. Anh không hiểu được cái chữ khó khăn đó của em, có thể đi theo 2 hướng. Nếu như em nói là vượt qua khó khăn để đến với nhau thì anh khuyên em á là đừng đến với nhau. Lý do tại sao là tại vì nếu như anh ta và em có tình cảm đủ lớn á, thì anh ta nên chạy vào Sài Gòn để mà tìm cách sống với em. Cái đó là cái nó nên xảy ra. 1 năm là đủ đủ để có thể thấy là cái chuyện đó không xảy ra, có nghĩa là anh ta không có yêu em đủ lớn, nói một cách đơn giản, cái rung động nó không đủ lớn.
một năm rồi chuyện đó không xảy ra, anh ta không đến với em, không thu ngắn khoảng cách đó, thì điều đó có nghĩa là cái tình cảm của anh ta cho em nó không có lớn, sự rung động nó không có lớn. Tất cả những cái khó khăn khác anh dẹp qua bên, anh không quan tâm tới chuyện gia đình, đồng ý hay không, anh không quan tâm tới tuổi tác, cái đó đối với anh không có giá trị. Cái của anh coi có giá trị là anh ta có muốn thu ngắn khoảng cách hay không. Nếu mà câu trả lời nè, anh ta hoàn toàn không muốn thu ngắn khoảng cách, một năm rồi anh ta đã không làm điều đó, thì anh hỏi em nha, làm sao em sống hạnh phúc được? Bây giờ em ở Sài Gòn, anh ta ở Bắc, rồi sao cưới nhau? Không, giờ mình cưới nhau online đi. Ok, cưới nhau online, làm lễ cưới online, sau đó mình sống cuộc sống hôn nhân online đi. Ok, sáng ra cái em hello chồng, chồng hello vợ, à, rồi chồng đi làm, vợ đi làm, đúng không? Rồi sau đó mình tối về mình ăn cơm online, rồi anh ăn đầu đó, em ăn đầu này, mình nấu ăn giống nhau, rồi mình ngồi mình ăn, mình livestream với nhau. Rồi sau đó mình tối mình về mình ngủ online, rồi mình quan hệ tình dục online luôn, rồi đẻ con online luôn. Em thấy không, làm sao em có thể sống được, làm sao em có thể có cuộc sống hôn nhân khi người đàn ông không rút ngắn khoảng cách? Bởi vì em mới nói được cái yêu xa là vậy á. Bạn có thể có mối quan hệ xa, tức là bạn có thể bắt đầu, nhưng đừng gieo tình cảm và dùng cái đó như là một cái liều thuốc thử, một cái thử thách để coi con người đàn ông có rung động đủ lớn hay không. Nếu anh ta có rung động đủ lớn, anh ta chắc chắn sẽ rung ngắn khoảng cách, anh sẽ tìm mọi cách để thu ngắn khoảng cách. Nếu anh ta không thu ngắn khoảng cách thì em ơi, không có cửa. Tại vì nếu như em có thể có cuộc sống hôn nhân online thì ok, nhưng mà em không thể có cuộc sống hôn nhân online được. Do đó là nó sẽ không xảy ra được cái chuyện khi mà hai người ở xa với nhau. Do đó câu hỏi của em là nếu như là anh Tuấn ơi, làm sao để mà vượt qua khó khăn này để tụi em đến với nhau? Không có cách. Anh ta là người đàn ông, anh ta là người phải đi chinh phục, anh ta không thu ngắn khoảng cách, anh bó tay. Tức là không có cách. Ok. Còn cái cách thứ, còn cái câu hỏi thứ hai là nếu như anh Tuấn ơi, làm sao mà em có thể vượt qua cái khó khăn là em muốn ngưng cái mối quan hệ này, em muốn để cho anh ta thu ngắn khoảng cách, còn nếu anh ta không thu ngắn khoảng cách, em buộc phải sống tiếp cái cuộc đời của em, đúng không? Chúng em ngồi đây em chờ. Thì cái cách đó là gì biết không? Em hãy buông cái mối quan hệ này đi, hãy đi học để có kiến thức, đừng để đầu tư vào trong một cái mối quan hệ mà nó không tới đâu ấy. Và em đã đầu tư một năm, và cái nguy hiểm nhất là em đầu tư tình cảm vào mối quan hệ đó. Đó là lý do tại sao em bắt đầu bị đau, em bắt đầu chia tay rồi lại đến với nhau, thấy phiền không? Mà cái khổ đây nè, anh ta không có bị đau. Nếu anh ta bị đau, anh ta chạy tới em rồi, nhưng mà em bị đau. Người phụ nữ luôn bị bất lợi là vì người phụ nữ là sinh vật bị tác động mạnh hơn của cảm xúc. Người phụ nữ bị tác động mạnh hơn, người đàn ông cũng bị, tất cả con người đều có cảm xúc, nhưng mà người phụ nữ bị tác động mạnh hơn, đặc biệt là cái cảm giác yêu và cảm giác phụ thuộc. Kinh Thánh ngày xưa có phán rồi, cái này là mình nói cho những bạn nào mà có nghiên cứu về Kinh Thánh, hay là những người mà đạo Công giáo, hay là những người mà thuộc về đạo Công giáo, là nó nói rồi, đấng tạo hóa hay là Chúa đã nói với người, cái cô gái là mày sẽ bị phụ thuộc nó. Tại vì sao? Là bạn đến từ người đàn ông. Cái này ai không có, không liên quan tới đạo Công giáo, không cần tin và không cần nghe. Tuy nhiên những bạn nào thấy là trong Kinh Thánh đã nói rồi, mày sẽ bị phụ thuộc vào cái thằng đó, rõ ràng luôn, là người phụ nữ rất dễ bị phụ thuộc vào đó. Ở đây anh ta không có rung động đủ lớn để đến với bạn. Anh ta không có đặt ra câu hỏi làm sao tôi đến với cô gái. Nhưng mà cô gái là nó làm sao qua khó khăn này đây, trong khi cái thằng cha mà đúng ra phải đến là thằng cha kia kìa. Thì đó câu trả lời của anh cho em. Em phải lùi lại và tập trung vào cuộc sống của mình chứ chẳng có gì hết. Đừng đầu tư tình cảm vào đó nữa. Lý do tại sao? Tại vì nó không có tác dụng gì. Bây giờ anh đưa em ví dụ nha. Em có 10 tỷ đồng. 10 tỷ đi nghe cho nó mạnh. Em đem 10 tỷ đồng, em đánh đề. Em đầu tư vào một cái phi vụ mà chắc chắn sẽ lỗ. Anh giả sử như em đầu tư chung với anh Tuấn Lê. Em đầu tư với anh Tuấn Lê, mà anh Tuấn Lê nói là em ơi, em đầu tư vô cái phi vụ này á, em chết chắc. Em nói không sao, không sao, 10 tỷ em đầu tư á, em hy vọng là thành công lớn á. Anh nói ok, nhưng mà bỏ tiền vô sẽ mất nha, tại vì anh đem tiền này anh đánh đề, không? Anh đánh đề mà anh đánh anh sẽ là bao lô hết 100 con, ok? Anh đánh anh bao 100 con và chiều sổ ra chỉ có 1 con thôi. Cái đầu chiêu này nè, anh đặt 1 được ăn 80, nhưng mà anh phải đánh 100 đồng để ăn 80 đồng. Và nếu anh cứ đánh như vậy mãi, tới lúc nào đó tiền anh sẽ hết. Cứ đánh 100 con, xong chiều sổ ra 1 ăn 80, đặt vô mỗi con đồng, đánh 100 con 100 đồng, chiều sổ ra đúng con được 80 đồng, lỗ 20. Xong rồi không sao, đánh tiếp, mà cứ đánh như hoài, suốt đời lỗ hết tiền. Em có bao giờ em đầu tư vô những cái phi vụ mà nó chắc chắn sẽ không ra kết quả không? Nếu em nói anh Tướng ơi, 10 tỷ ngu gì đặt vô ba cái vụ đó anh. Trời ơi, em chơi đó, em đấu dại vậy. Em ơi, em đang làm cái vụ đó cho tình cảm á. Em đâm đầu vô cái chỗ mà nó sẽ không tới đâu á. Anh chứng minh bằng cách là bằng cái ví dụ là em lấy chồng online đó. Đó là cái hướng nó đi tới hướng đó đó. Do đó là
Nếu em thấy là Tuấn ơi, em không có chấp nhận chuyện quan hệ online, tình cảm online, hôn nhân online và quan hệ tình dục online và có con online, nếu không được vậy thì thôi, mình nên đừng có đầu tư tình cảm vào đó nữa. Mình hãy quay lại cuộc sống của mình và đầu tư vào bản thân mình đi, thì sẽ có những người đàn ông mà người ta có thể tiếp cận em và đến với em, không cần phải ở ngoài Bắc xa, hiểu không? Sau này cái ứng dụng hẹn hò mà mình bắt đầu, mình sắp sửa mình viết, nó sẽ có cái phần là quét, tức là nó sẽ xác nhận cái khu vực địa lý cho các bạn, và nó sẽ quét và nó sẽ cảnh báo các bạn là không nên có những cái mối quan hệ xa. Nếu có những cái mối quan hệ xa thì sẽ nhắc bạn là đừng đầu tư tình cảm vào đó, mà chỉ coi như một cái mối quan hệ. Và nếu như sau một thời gian người đó không rút, và báo luôn cho cả hai người luôn là không rút, là nó ngắt cái mối quan hệ đó, để cho các bạn không thể bị đau. Tức là nếu như mà anh không rút ngắn cái khoảng cách, bye bye, là hai trang đó là có thể là hai cái tài khoản nó mất luôn, là nó báo nó trừ ngày, còn 5 ngày, còn 4 ngày, còn 3 ngày sau nó mất luôn, hết nối luôn. Ha ha, đáng đời chưa, yêu xa đó, đại loại vậy đó. Ok, câu trả lời của anh cho em vậy ha, hy vọng là em hiểu ha.